Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tiệc đề tháng ngập quà của cặp song sinh nhà Vân Trang. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, Vân Trang vừa tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho hai nhóc tỳ song sinh nhà mình. Tuy nhiên, đến tận hôm ngày 3 tháng 12, nữ diễn viên mới khoe những món quà đáng yêu mà hai ái nữ của cô nhận được nhân dịp tròn 1 tháng tuổi. Vân Trang khoe những phần quà siêu đáng yêu trong tiệc đầy tháng của hai con gái song sinh. Trên trang cá nhân, Vân Trang đăng tải những món quà của các sao Việt và bạn bè dành tặng cho hai ái nữ nhân ngày đầy tháng. Nữ diễn viên chia sẻ, hôm nay mẹ Trang mới tổng hợp được những món quà yêu thương của cô chú gửi đến cho các con ạ. Tiếp theo, cô liệt kê một danh sách khá dài những lời cảm ơn đến người bạn thân thiết đã gửi những món quà cho cặp song sinh. Trong đó có nhiều sao Việt như Thu Trang, Tiến Luật, Huỳnh Đông, Ái Châu đã không quên gửi lời chúc và những phần quà đáng yêu tặng cho con gái Vân Trang. Những chiếc bánh kem xinh xắn dành cho hai nhóc tỳ. Rất nhiều hoa được gửi đến tặng, hai ái nữ nhận được vô số quà đáng yêu. Dù chỉ vừa tròn một tháng tuổi nhưng cặp song sinh nhà Vân Trang đã nhận được vô số tình yêu thương của mọi người. Số quà tặng, hoa, bánh kem được gửi về nhân dịp đầy tháng của hai bé, chất đầy cả một góc nhà. Nữ diễn viên canh bạc tình yêu vô cùng hạnh phúc trước tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã dành cho các con của mình. Cô cũng không quên lời gửi cảm ơn đến tất cả mọi người. Vân Trang hạnh phúc khi cặp song sinh được mọi người yêu thương. Trước đó vào đúng ngày 29 tháng 11, Vân Trang đã đăng tải hình ảnh trong bữa tiệc đầy tháng về hai ảnh nhóc tỳ diện trang phục với tông màu tím. Có thể thấy vì sinh đôi nên nữ diễn viên chuẩn bị mọi thứ đều hai phần. Mâm cúng hoành tráng, vô cùng chỉnh chu, cùng 3 chiếc bánh kem. Trong đó có một phần bánh kem chung và 2 chiếc bánh kem riêng ghi rõ họ tên của từng bé. Thông qua hình ảnh này, khán giả cũng biết được tên tiếng Việt của hai ái nữ đó chính là Lê Quỳnh và Lê Quý. Nữ diễn viên chia sẻ ảnh của các con trong ngày đầy tháng. Nữ diễn viên và ông xã vô cùng hạnh phúc khi chào đón hai nhóc tỳ sinh ra đời. Hiện tại gia đình Vân Trang đã có 3 tiểu công chúa, một bé rất giống ba và chị hai, bé út giống tôi. Hai vợ chồng tôi vẫn nói đùa là gen lặng của hai vợ chồng là bé mang hết. Hai bé khá ngoan, ăn được, ngủ được và vui vẻ không quạo. Ái nữ lớn nhà Vân Trang cùng mẹ chơi với hai em nhỏ. Khoảnh khắc Vân Trang bên các con luôn được khán giả đặc biệt quan tâm và chú ý. Gia đình viên mãn của nữ diễn viên khiến đông đảo cư dân mạng ngưỡng mộ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.